tỉnh rồi hả? Ok, tao hỏi, mày trả lời. Mập, dừng nó dậy. Dậy mày có nói không? Mập, được rồi. Nắm đầu nó lên cho tao. Đến đây làm cái gì? Mày làm gì cho ai? Nói đó! Vậy mày nói đi. Tại sao mày có mặt ở đây à? Mày nghĩ mày chịu được bao lâu? Từ từ là mày cũng khai hết tất cả mọi chuyện cho tao nghe thôi. Mày đi chết hết đi! Mập! Đây là một loại virus đang được thử nghiệm trên cơ thể người mà mày là người đầu tiên thử nghiệm nó. Nó có thể giết chết mày trong vòng 2 giây khi tao bơm nó vào cơ thể của mày và không để lại một dấu vết gì hết.